Kính thưa quý vị, Chủ tịch Hạ viện ông Boehner một lần nữa kêu gọi đàm phán ngân sách không giới hạn, tin từ Washington DC. Trong ngày 8 tháng 10 năm 2013, Chủ tịch Hạ viện Quốc hội Hoa Kỳ, ông John Boehner một lần nữa kêu gọi đàm phán giảm cách thiếu hụt ngân sách với Tổng thống Barack Obama và ra dấu hiệu cho thấy các cuộc đàm phán sẽ không giới hạn. Đứng trước các phóng viên sau cuộc họp mặt với các thành viên Đảng Cộng hòa tại Hạ viện, Chủ tịch Hạ viện Boehner nói rằng các thành viên vẫn tiếp tục nhấn mạnh điều kiện giảm thiếu hụt ngân sách trong các cuộc đàm phán nâng mức nợ. Bộ Tài chính Hoa Kỳ dự kiến vào ngày 17 tháng 10 năm nay sẽ mượn đến tối đa là 16.7 ngàn tỷ Mỹ kim, mà chỉ có Quốc hội mới có quyền nâng mức nợ.